Bé mèo bị đuổi ra khỏi phòng vì nửa đêm mà ngáy to như bò. Còn cái nhục nào hơn cái nhục này nữa đây? Có phải hoàng thượng muốn thế đâu? Lúc ngủ có hay có biết gì đâu, tự nhiên cái mũi nó nghẹt nên nó ngáy chứ có biết gì đâu. Thế mà bị con sen nó quay video xong đăng lên group đảo mèo cho toàn bộ cả nhóm xem luôn. Nhục không còn gì để nói nữa. Chuyện là vào ngày hôm qua, trên hội nhóm yêu mèo tại Việt Nam có một bạn tài khoản Facebook tên là Khánh Huyền đã đăng tải một video với nội dung bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì 3 giờ sáng mà ngáy to như bò, không cho ai ngủ. Và tất nhiên có ghi lại bằng chứng chú mèo này ngáy to như thế nào. Các bạn cùng nghe thử xem có khác gì con bò ngáy không? Nói thì nói, chuyện trong nhà thì đóng cửa dạy bảo nhau, nhắc khéo nhau, chứ quay lại xong đăng lên Facebook thế này thì hoàng thượng còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa chứ. Rồi đám mèo nhà hàng xóm nó nhìn nó lại cười cho, ngại chết đi được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa thấy con mèo nào mà ngáy to như này cả. Kiểu sợ cả nhà không biết là nó đang ngáy hay sao ấy. Ngáy như này ai mà ngủ cho nổi, bị phốt là đúng rồi. Còn mèo nhà các bạn thì sao? Có ngáy to như vậy không? Hãy bình luận cho Yêu Lưu biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.